Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Tôi muốn coi thế giới chẳng hư. Trời ơi, không tưởng tượng nổi. Tầm hư luôn anh. Làm hết á em. Có kỳ nam nữa. Rồi trời ơi, mang quá à. Ôi trời ơi, sao xin nhiều quá vậy? Biết bao nhiêu tiền trời ơi. Trời ơi, làm đẹp quá nữa. Đẹp lắm. Ôi trời ơi, chị biết không? Đây này, đây. Chị biết không? Ôi trời ơi, cái chân Phật kìa. Rồi, ví dụ này mấy cái bụng là sao trời ơi? Phí. Cái bụng là mình họ gửi đi về lại cho mình. À, cái này mình gửi đến ai nè? Mà họ tỉa xong xuống đó rồi gỡ cái mũi ra xin. Bèo quá anh ơi. Có mấy cái game á. Trời ơi, thầm hương. Cái gì bằng này là 2.2 tỷ một sợi. 100.000 đô. Hello anh bố yêu quý, sinh nhật của anh lâu lắm rồi em mới gần bên cạnh anh trong ngày sinh nhật. Thương chúc anh thật là nhiều sức khỏe, mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời này phải luôn ở bên cạnh anh và mãi mãi thành công, mãi mãi là cái người được muôn dân yêu thương, là điều mà như em viết trên status của em là điều anh quan trọng hơn bất kỳ món quà nào trên đời này, đó là sức khỏe của bố mẹ. Em mong là điều mong ước của anh sẽ là sự thật và em cũng là người mong hơn như thế nữa. Và nữa, happy birthday anh, mong anh gặp thật nhiều điều tốt đẹp trên đời này. I love you.